phụ huynh lớp 1 tố cô giáo thu quỹ 10 triệu đồng một học sinh. Thưa quý vị, đầu năm 2023-2024, lớp 1 2 trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thu quỹ phụ huynh đến 10 triệu đồng trên một học sinh. Mới vào học được vài tuần, quỹ này đã chi hơn 260 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên, phụ huynh lớp này cho biết, hồi cuối tháng 8, trong buổi họp đầu năm, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mỗi phụ huynh đóng 10 triệu đồng tiền quỹ để dùng chi tiêu trong 5 năm. Lớp có sĩ số 32 học sinh, trong đó có những phụ huynh không đồng ý nhưng vẫn phải đóng. Theo bảng thu chi mà phụ huynh gửi cho phóng viên, đầu năm học 2023-2024, quỹ phụ huynh lớp 1-2 thu được 310 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ mới mười mấy ngày, nhưng quỹ này đã chi tới 260.328.500 đồng. Cụ thể, quỹ lớp này đã chi cho những khoản, chi ứng trước cho nhà thầu sửa chữa phòng học 150 triệu đồng, chi quỹ cho cô Thủy mua quà cho học sinh ngày 21 tháng 8, mua đồ trang trí lớp, mua cây xanh để ở lớp 10 triệu đồng, chi thanh toán tiền sửa chữa phòng học 50 triệu đồng, chi phí văn nghệ 4 triệu đồng, chi tiền sơn bàn ghế, lót gạch bên hông 5,5 triệu đồng, chi cho cô Thu mua đồ dùng cho học sinh và đồ để vệ sinh lớp 2 triệu 783.500 đồng, chi tiền mua micro gắn loa có sẵn từ TV 1 triệu 530.000 đồng, chi ăn uống và gấu bông các buổi tập văn nghệ 5 triệu 046.000 đồng, chi tiền mua vải thun làm rèm treo thay đồ cho các con 277.000 đồng, chi hỗ trợ nguyên năm cho cô Thu nhờ thêm người bưng bê dọn dẹp ăn trưa trước lớp 1 triệu 500.000 đồng, chi tiền hỗ trợ cô Thu nguyên học kỳ 1 4 triệu, tiền hòa mạng Internet và đóng cước 6 tháng 1 triệu 620.000 đồng, chi trả tiền còn lại chi phí xây dựng lớp cho bên thầu xây dựng 20 triệu đồng, chi tiền trang phục chị Hằng, chú Cuội 1,5 triệu đồng, chi tiền lồng đèn 2 triệu 572.000 đồng. Chị NT, một phụ huynh nói, đến lúc sửa chữa xong, chị già mới phát hiện sửa chữa hết hơn 260 triệu, chi trước rồi mới báo lại cho phụ huynh, đâu có được, người ta đóng 10 triệu đồng, có nghĩa chi gì thì phải thông báo trước để hỏi ý kiến phụ huynh có đồng ý hay không. Tự nhiên cái gì mà trồng bông, trồng hoa, lót sàn, mạng internet cũng phụ huynh đóng, vậy vai trò của nhà trường đâu? Chỉ những khoản vô cớ, làm đồng đèn hết 4 triệu, múa 8 triệu, múa khai giảng thôi mà chi tới mức đó. Thu chi không có thông báo, thu trước rồi mới đưa ra thông báo, không hóa đơn, không đúng mộc, cứ kêu là cô chi. Sau khi phụ huynh phản ứng thì cô mới hẹn lên để trả tiền bảo mẫu, giờ quỹ còn 50 mấy triệu thôi. Tôi rất bức xúc, chúng tôi muốn được tôn trọng. Việc thu chi phải báo trước với phụ huynh, chứ không phải chi rồi mới thông báo. Có ba con đã và đang học tại trường. Anh Quy, phụ huynh lớp 1-2 cũng bức xúc vì mức thu mọi năm chỉ 6-7 triệu đồng. Riêng năm nay lại tăng lên 10 triệu đồng. Anh Quy nói rằng, với hai đứa con đầu thì chuyện đó cũng bình thường. Tiền đóng vào để chi cho nhiều thứ. Tới năm nay về các mục thì giống như năm rồi. Riêng về số tiền chi ra cho các mục lại quá cao. Hơn 260 triệu đồng mà chi chỉ trong nửa tháng, cao hơn mặt bằng chung, cao hơn cả nhu cầu. Nếu dùng vật tư xa xỉ thì thấy cũng vô lý. Em bé ở đó có 5 năm mà mình chỉ sửa phòng chứ không xây mới. Người ta xây nguyên căn nhà 200 triệu đồng mà sửa cái phòng đã hơn 200 triệu đồng thì số tiền quá lớn. Trả lời phóng viên, bà Bùi Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Hà, xác nhận lớp 1-2 có dự tính các khoản thu chi như trên. Bà đã yêu cầu lớp này tạm dừng việc này để phụ huynh xem xét lại. Trường không biết số tiền thu chi cho đến khi nhận được phản ánh. Bà Yến khẳng định, trường không yêu cầu hay kêu gọi phụ huynh đóng quỹ hay hỗ trợ bất cứ khoản nào. Phụ huynh đã đến trường cũng như gọi điện và nhắn tin nhiều lần, đề nghị được gặp hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Hà để lắng nghe ý kiến về những bức xúc này của phụ huynh, nhưng không nhận được câu trả lời chính thức từ nhà trường. Từ chuyện Chủ tịch Trần Sĩ Thanh muốn biến bãi rác thành công viên. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết đã có nhà đầu tư quan tâm đến việc móc toàn bộ rác thải chôn lấp lên để đốt. Thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai sớm để xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên công cộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và các đại biểu Quốc hội Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 và thông tin trên được sự quan tâm rất lớn của người dân thủ đô. Người dân đã quá khiếp sợ ô nhiễm, mùi hôi thối đe dọa bệnh tật. Cho nên, khi bãi rác biến thành công viên sẽ là một sự thay đổi lớn không chỉ về mặt mỹ quan mà còn là không gian sống và lợi ích về sức khỏe, thể chất và tinh thần. Hàng chục năm nay, người dân quanh khu vực bãi rác Sóc Sơn phải sống trong một môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
không chỉ ô nhiễm từ rác mà còn từ nước rỉ rác, khiến cho nguồn nước không đảm bảo an toàn vệ sinh. Hít thở không khí ô nhiễm, sử dụng nguồn nước cũng bị ô nhiễm, thì bệnh tật là chuyện không thể tránh khỏi. Chủ tịch Trần Sĩ Thanh thông tin thêm, có nhà đầu tư quan tâm việc móc toàn bộ rác đã chôn lên để đốt. Họ đã sẵn sàng, tuy nhiên đang vướng vì chưa có định mức cụ thể, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai sớm. Khu vực đó sẽ được xây dựng thành công viên để người dân được hưởng lợi chứ không phải chịu đựng nữa. Tinh thần là như vậy, khó đến mấy cũng phải làm. Một viễn cảnh quá tuyệt vời nếu như bãi rác biến thành công viên để người dân không còn phải chịu đựng ô nhiễm như ông Trần Sĩ Thanh quả quyết. Tinh thần là khó mấy cũng phải làm. Hy vọng lãnh đạo Hà Nội giữ được lời khi đã nói với dân. Nhưng cũng từ câu chuyện biến bãi rác Sóc Sơn thành công viên, xin được đặt ra một vấn đề khác. Đó là đừng biến những mảnh đất như công viên tự nhiên trở thành những bãi rác khủng khiếp để rồi lại bỏ tiền ra để biến nó trở thành công viên. Không có nhà máy xử lý rác với công nghệ cao, đổ rác chôn lấp bừa bãi để rồi phải móc rác lên đi đốt, tốn kém tiền một cách vô lối vì sự lạc hậu. Thôi thì những bãi rác cũ là tồn tại lịch sử, phải giải quyết. Nhưng từ nay, chính quyền cần kiểm soát hoạt động thu gom và xử lý rác thật tốt, khai thác công nghệ xử lý rác hiện đại để không biến các khu đất đẹp tự nhiên thành bãi rác, rồi móc rác lên làm công viên, một loại quy trình ngược không thể chấp nhận được. Chưa kể, Hà Nội phải quản lý, kiểm soát để chấm dứt tình trạng xả rác xuống sông suối, ao hồ. Nếu không, thì sẽ đến lúc phải móc rác lên để trả sông suối về cho sông suối. Chung cư mini không có tội. Quý vị thân mến, nhiều ý kiến cho rằng chung cư mini không có lỗi, nhưng phải xây dựng và quản lý đúng quy hoạch đảm bảo nhu cầu nhà ở và an toàn của người dân. Nhu cầu về nhà ở của những người có thu nhập thấp rất lớn, trong khi nguồn cung về nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội còn rất hạn chế. Sự tồn tại của các chung cư mini phản ánh cung cầu của thị trường. Chị Ngọc Minh, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, trước đây, tôi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, nhưng bốc thăm trượt, trong khi nhà ở thương mại giá cao, gia đình không đủ khả năng mua. Vì vậy, tôi chấp nhận mua căn hộ chung cư mini với giá gần 1 tỷ đồng. Chung cư mini không thể so với nhà ở xã hội, nhưng cũng như nhà thương mại, nhưng sạch sẽ, tiện nghi hơn nhà cấp 4. Đó cũng chính là tài sản lớn của gia đình tôi. Có rất nhiều gia đình trẻ như chị Minh ở Hà Nội khi thu nhập chỉ mua căn hộ dưới 1 tỷ đồng. Thế nhưng, những căn hộ này thuộc dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đang biến mất trên thị trường. Còn nhớ cách đây 5 năm, một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội làm nhà ở thương mại giá dưới 10 triệu đồng trên 1 mét vuông và một căn chung cư chỉ từ 360 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng đã tạo cơn sốt nhà ở giá rẻ thời điểm đó. Lãnh đạo doanh nghiệp này từng tuyên bố nếu có đất sẽ tạo ra nhiều hơn nữa những căn hộ giá rẻ cho những người thu nhập thấp ở Hà Nội. Thế nhưng, thiếu chính sách về quỹ đất khiến cho mô hình nhà ở giá rẻ này chỉ dừng lại ở vài nơi. Với nhà ở xã hội, dù thủ tục hồ sơ còn nhiều phức tạp, nhưng nhu cầu của người dân rất lớn bởi mỗi căn hộ rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại hiện nay. Nhiều cuộc họp từ chính phủ, bộ xây dựng và các địa phương để giải quyết bài toán nhà ở xã hội cho người dân, nhưng thực tế, số lượng dự án khởi công mở bán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo thống kê của Bộ Xây dựng 8 tháng đầu năm nay, Hà Nội không có dự án nhà ở xã hội nào khởi công. Nhìn dòng người chen lấn xếp hàng nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội tại Trung Văn, Nam Từ Liêm cho đến ngày bốc thăm vào giữa tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư dự án cũng phải thốt lên rằng tôi đã làm 3 dự án nhà ở xã hội và đến cái này là cái thứ tư, nhưng việc bốc thăm này không khác gì chơi xổ số. Rõ ràng, nhu cầu nhà ở của người dân lớn, nhưng bản thân doanh nghiệp, nhà nước cũng chưa đáp ứng được. Theo đó, người dân tự làm những căn hộ như chung cư mini để bán, cho thuê với nhiều đối tượng thu nhập thấp. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây dựng cho biết, câu chuyện chung cư mini phải nhìn vào vấn đề quy hoạch. Rõ ràng, quy hoạch và quản lý quy hoạch còn bất cập, chung cư mini không có tội. Ông Hà cho biết thêm, không chỉ chung cư mini, bất kỳ nhà ở nào cũng có nguy cơ xảy ra cháy. Theo đó, việc quy hoạch và thực hiện quản lý là yếu tố đầu tiên. Không thể để một đường ô tô không vào được mà cho xây đến 8, 9 tầng, 10 tầng. Chúng ta phải nhìn vào quy hoạch, ngõ nào được xây cao tầng, ngõ nào chỉ được xây thấp tầng để từ đó quản lý. Ông Hà khẳng định, nhà ở là trách nhiệm của cả nhà nước, xã hội và người dân. Hiện nay, nhà ở xã hội thiếu nên người dân xây dựng góp phần tạo cơ hội cho nhiều người dân có nhà ở. Ở đây không phải cấm mà phải quản lý nó. Cũng không thể vì thiếu nhà mà cho xây dựng cao tầng sai quy hoạch. Ông Hà chia sẻ thêm, không nên cấm việc xây dựng chung cư mini mà xây thế nào phải có quy hoạch. Với ngõ nhỏ,
không được phép xây trên 5 tầng và phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Còn với những cái đang tồn tại, ông Hải cho biết mới đây Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát chung cư mini, những gì đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nên tiếp tục cho sử dụng, còn cái nào nguy hiểm phải có phương án khắc phục. Đặc biệt, ông Hải kiến nghị chung cư mini trên 20 căn hộ phải có ban quản lý vận hành, ban quản trị để quản lý giống chung cư thương mại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.